đưa tay gom một nắm cát, rồi vừa nới lỏng vừa lướt nhẹ bàn tay trên bàn. Từ những hạt cát vô tri vô giác ấy, nhưng ít ai ngờ rằng đó lại là chất liệu khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho người nghệ sĩ, để cho ra đời những tác phẩm tranh cát động mang nhiều ý nghĩa cho cuộc sống. Nếu người họa sĩ dùng màu sắc để tạo nên sự sống động cho tác phẩm của mình, thì người nghệ sĩ tranh cát lại dùng chính sự chuyển động của cát và những ngón tay điêu luyện của mình để biến hóa với những đường nét và bố cục tạo nên